Làm ca đêm mà được cho về sớm thì bạn làm gì? Xin chào các bạn, mình là Thỏ Hoàng đây. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn về cuộc sống cuối đêm của mình nhé. Bình thường thì ca đêm của mình kết thúc lúc 5 6 giờ sáng, nhưng mà hôm nay hết việc sớm nên là được về lúc 2 giờ rưỡi rồi. Mặc dù là đã gần 3 giờ sáng nhưng các quán ăn vẫn rất đông đúc mà cũng đúng thôi, giờ này còn gì hợp lý hơn là đi ăn. Thế là tiện đường ghé vô luôn cái 7 Eleven ngay Vietjet Plaza mới mở để xem có gì hay. Cái hay đầu tiên là ngay trong cửa hàng có hai kiosk check-in tự động. Chỉ cần check-in xong là có thể ngồi ở cửa hàng ăn uống nghỉ ngơi rồi chờ gần tới giờ thì qua nhà ga thôi. Đồ ăn trong cửa hàng này cũng khá đa dạng. Nhưng cái mình thích nhất là nó có mấy cái món độc lạ. Chẳng Hẳn như là cái thạch quýt này là mình nhớ tới Hàn Quốc quá trời luôn nhưng mà mình quyết định không mua bởi vì nó mắc quá mà người ta nói cái giấc đêm này thì chỉ nên ăn nhẹ thôi thấy cái bánh trái chuối này cũng nhẹ nhẹ nên là mình lụm nó luôn ngoài ra còn mấy cái món rất hấp dẫn như cháo cá hồi xúc hoành thánh miếng măng gà bún bò huế trời ơi nhìn cái món nào cũng muốn bỏ vào giỏ hàng hết nhưng mà sự nhớ ra là mình phải ăn nhẹ nên là thôi giữa các em thì anh đành phải chọn một lấy thêm lon nước trái cây có ga cho dễ tiêu rồi xong chốt đơn hứa với lòng là không mua thêm món nào nữa trong lúc chờ hâm hoành thánh thì ghé qua một chút không gian ăn uống của cửa hàng nhìn cũng khá là lịch sự và sạch sẽ mà còn mang đậm chất sân bay nữa và đây là bữa ăn nhẹ nhàng của mình Lúc 3 giờ sáng nè, nhìn cũng ổn áp đó chứ. Cái món súp hoành thánh này mới đầu nhìn tưởng không ngon nhưng mà lại ngon không tưởng nha mọi người ơi. Tất nhiên là không thể ngon được như ngoài hàng nhưng mà với mình thì đồ đóng hộp như vậy là quá ổn rồi. Đặc biệt là phần nước dùng cực kỳ hấp dẫn luôn. Mới đầu tưởng mình bao nguyên cửa hàng nhưng mà hồi sau thì có thêm mấy bạn cú đêm nữa vô ăn chung. Còn bây giờ là tới cái em bánh chuối này. Đây hình như là cái món độc quyền của 7-Eleven luôn. Mới đầu thì mình nghĩ đây là cái bánh sô cô la để để trong hộp hình trái chuối nên gọi là bánh chuối. Nhưng mà ăn vô mới biết cái lớp nhân của nó có mùi chuối thiệt luôn mọi người ơi và ăn rất là lạ, cái mùi cực kỳ ngon. Chưa đầy một phút là em bánh chuối đã chui tọt vô bụng rồi. Kết thúc bữa ăn bằng một lon nước thật nhiều ga cảm giác phải nói là cực kỳ đã luôn nhân dân thu dọn bãi chiến trường rồi lên xe về nhà ngủ thôi nào và bây giờ cũng đã là gần 4 giờ sáng rồi